Với đặc điểm địa hình nhiều sông suối nên Nghệ An là địa phương được đầu tư nhiều cầu treo dân sinh. Tuy nhiên do được xây dựng từ khá lâu nên hiện nay một số cầu treo đã xuống cấp. Mùa mưa lũ đang đến gần, nếu không có sự đầu tư sửa chữa kịp thời thì không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cầu treo dân sinh Châu Hội huyện Quỳ Châu được xây dựng cách đây gần 20 năm, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ hệ thống sàn gỗ mặt cầu, lan can đến hệ thống khung cầu đều bị xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên hiện nay, hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện và người qua lại trên cây cầu này. Mặc dù lưu lượng người và phương tiện qua lại nhiều, nhưng cầu cũng chỉ mới được bảo dưỡng một vài lần. Đối với cầu treo hiện bây giờ, theo con mắt mình nhìn thì thứ nhất là cái mặt bề mặt gỗ là hiện nay là hư trầm trọng. Và thứ hai là đai hai bên, hành lang hai bên là bị gãy. Tuy nhiên là xã đã có hai lần để tu sửa, đồng thời là hàn lại các cái hành lang đai. Nhưng mà đến thời điểm này thì quá xuống cấp, do vậy là cái phần để tu sửa lại thì nó cũng rất khó. Quỳ Châu là huyện được đầu tư 6 cầu treo dân sinh, hiện đã có 5 cầu đưa vào hoạt động và một cầu đang thi công. Nhiều năm qua, những cầu treo dân sinh đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo giao thông vùng khó khăn. Tuy nhiên, với thực trạng xuống cấp hiện nay, chính quyền và người dân rất mong được sửa chữa cầu để đảm bảo lưu thông, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần. Việc bố trí kinh phí để duy tu thì ngân sách huyện quá hạn hẹp, không đủ để duy tu công trình. Do vậy thì để đảm bảo cái việc an toàn cho nhân dân qua lại các sông suối trên địa bàn của huyện và đảm bảo phát triển kinh tế thì mong muốn của huyện là có cái cầu cứng đối với khu vực chỗ cho hội ấy, để đảm bảo phát triển nhân dân qua lại trong cái mùa mưa bão và phát triển kinh tế của cả hai xã vùng bên cả ngạn sông Hiếu và cái xã vào cái vùng an toàn khu của huyện. Toàn tỉnh hiện có 42 cầu treo dân sinh được đầu tư xây dựng. Trong số đó, có trên 10 chiếc cầu mới được đầu tư năm 2013. Số còn lại được xây dựng cách đây hàng chục năm, hiện đã xuống cấp. Nguyên nhân của tình trạng xuống cấp được xác định là hoạt động quá tải trọng của cầu. Khí hậu khắc nghiệt, thiên tai liên miên cũng là nguyên nhân làm cho các công trình giao thông nhanh chóng bị xuống cấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý cầu treo của các địa phương đang còn buông lỏng. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các địa phương cần rà soát và có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với các cầu treo dân sinh. Để thông báo cho các cái địa phương để chỉ đạo kịp thời đối với những cầu mà mất an toàn giao thông. Ví dụ như những cầu đã xuống cấp trầm trọng, thì cái thứ hai là có cái phương án hạ tải và trong cái điều kiện mà đang kinh phí cần phải khắc phục lớn nhưng mà chưa có khả năng để khắc phục sửa chữa. Cái thứ ba nữa là cũng phải đề nghị các cái địa phương là tăng cường cái công tác là tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu về cái tác dụng của cái cầu treo. Với thực trạng nhiều cầu treo dân sinh xuống cấp như hiện nay, các địa phương cần thắt chặt hơn việc quản lý khai thác, sử dụng và bảo quản cầu treo hợp lý. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần sớm tham mưu để duy trì bảo dưỡng sửa chữa những cầu treo xuống cấp trầm trọng. Đây là điều mong muốn của người dân miền núi, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.